Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tiêm kích F-16 của Ukraine rơi, phi công thiệt mạng. Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, một trong những tiêm kích F-16 mà Ukraine nhận được vào đầu tháng 8 đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn. Còn tờ Wall Street Journal đưa tin cụ thể hơn, chiếc F-16 của Ukraine không bị hỏa lực của Nga bắn hạ, nhưng nó đã bị rơi trong lúc các lực lượng Moscow triển khai tấn công quy mô lớn vào ngày 26 tháng 8. Trong đợt tấn công, Nga phóng 200 tên lửa và máy bay không người lái, UAV. Ukraine nhận định đây là cuộc không kích lớn nhất mà Nga thực hiện kể từ khi xung đột hai nước bùng nổ. Cùng diễn biến sự việc, theo một nguồn tin quân sự Ukraine rằng phi công hàng đầu của Ukraine, ông Oleksiy May đã thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích F-16. Vụ việc xảy ra khi ông May tham gia nhiệm vụ đẩy lùi cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine. Trong quá trình tiếp cận mục tiêu, chúng tôi đã bị mất liên lạc với một trong những tiêm kích F-16 đã xuất kích. Sau đó mới biết hóa ra là máy bay đã bị rơi, phi công đã tử nạn, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết. Lực lượng phòng vệ Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân gây ra sự cố, nguồn tin cho biết thêm. Vụ tai nạn đang được điều tra và các chuyên gia quốc tế sẽ được mời tham gia vào cuộc điều tra. Theo CNN, cái chết của phi công là một đòn giáng mạnh vào Ukraine. Những chiếc F-16 đầu tiên chỉ mới đến chiến trường Kiev vào đầu tháng này và ông May là một trong số ít phi công được đào tạo để lái chúng. Trước đó, hôm 27 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tiêm kích F-16 đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào một ngày trước đó. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV Nga trong tổng số 127 tên lửa và 109 UAV mà các lực lượng Moscow đã phóng. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8. Theo truyền thông, cho đến nay chỉ có 10 chiếc F-16 đã bàn giao cho Kiev. Trước đó, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã hứa gửi ít nhất 79 chiếc F-16 cho Ukraine. Kiev lấy tin tình báo phương Tây để lập kế hoạch tấn công Kursk. Hôm 29 tháng 8, Phó Đô đốc Frank Whitwood, Giám đốc Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Mỹ, NGA, thừa nhận Ukraine có quyền truy cập vào hàng loạt hình ảnh vệ tinh thương mại để lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Tuyên bố của ông Whitwood được đưa ra sau khi tờ New York Times hồi tuần trước cho hay Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về vùng Kursk. Sau đó, Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đột vào vùng biên Nga hôm 6 tháng 8. Theo New York Times, thông tin tình báo không chỉ giúp Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mà còn cho phép các chỉ huy Ukraine theo dõi tốt hơn lực lượng tiếp viện của Nga nhằm ngăn bị tấn công hoặc cắt đứt tuyến đường rút về Ukraine. Ông Whitwood cho rằng các nguồn tin của New York Times đã đề cập đến hình ảnh vệ tinh thương mại mà Mỹ cho phép Ukraine truy cập suốt nhiều năm thông qua một cổng thông tin do công ty vũ trụ Maxar vận hành. Lâu nay, Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga. Theo giới chức Nga, mức độ can dự hiện thời của Mỹ và các thành viên NATO khiến họ trở thành các bên tham gia xung đột. Ukraine xác nhận F-16 chính thức xung trận, bắn hạ mục tiêu Nga. Hôm 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine xác nhận nước này đã sử dụng F-16 trong nỗ lực phòng thủ trước cuộc tấn công lớn của Nga một ngày trước đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các máy bay chiến đấu F-16 đã mang lại một kết quả rất tốt, giúp không quân Ukraine bắn hạ thêm nhiều mục tiêu khi Nga thực hiện cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV hôm 26 tháng 8. Chúng tôi cảm ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi máy bay F-16. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ. Chúng tôi không có nhiều máy bay và chúng tôi vẫn cần phải đào tạo phi công. Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky tại cuộc họp báo hôm 27 tháng 8. Theo phía Ukraine, quân đội của họ đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV trong số 127 tên lửa và 109 UAV do Nga phóng trong cuộc tấn công nói trên. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh nhằm cung cấp máy bay và huấn luyện cho Ukraine. Kiev đã nhận được lời hứa về ít nhất 79 máy bay F-16,
từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Khoảng 10 chiếc đã được chuyển giao cho đến nay. Loại chiến đấu cơ này do General Dynamics và Lockheed Martin sản xuất ban đầu cho không quân Mỹ. Sau đó đã được sử dụng rộng rãi trong khối NATO. Chúng được kỳ vọng sẽ giúp phía Ukraine tăng cường đáng kể khả năng phòng không. Theo một bình luận của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sykri hôm 4 tháng 8, nhiều F-16 hơn sẽ đồng nghĩa với nhiều tên lửa bị bắn hạ hơn. Tuy vậy, theo phía Nga, có thể một hoặc hai chiếc F-16 mà phía Ukraine có được đã bị hư hại khi một kho chứa máy bay mới được phương Tây cung cấp bị tấn công ở thành phố Ivano-Frankivsk. Thông tin này được hãng tin TASS trích dẫn từ một bài đăng trên Telegram của ông Sergei Lebedev thuộc lực lượng thân Nga hôm 16 tháng 8. Theo ông Lebedev, có hai chiếc F-16 bên trong kho chứa máy bay này. Các thùng chứa nhiên liệu cũng bị trúng đạn trong cuộc không kích của Nga. Ngoài ra, một số cơ sở điện trong khu vực cũng bị tấn công. Người này cũng cho biết sau vụ việc có rất nhiều xe cứu thương xuất hiện trên đường phố và quân đội Ukraine cũng phong tỏa một số khu vực của thành phố. Chiến sự dai dẳng, phụ nữ Ukraine đảm đương cả công việc do nam giới cán đáng. Theo báo tin tức, do thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực như lái xe, cơ khí và làm đường, chính phủ Ukraine đã khởi động một chương trình đào tạo nữ giới đảm nhận các công việc vốn thường do nam giới cán đáng. Nữ giới được đào tạo miễn phí tại các cơ sở giáo dục hoặc trực tiếp với nhà tuyển dụng nghề nghiệp mà họ đã chọn. Yulia Kuzmina là một trong số nhiều phụ nữ gia nhập ngành lao động liên quan đến dịch vụ thiết yếu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo một trang web của chính phủ Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 5, số lượng nữ giới học đào tạo nghề như Kuzmina đã tăng 75% lên gần 17.000 người. Nhưng phụ nữ Ukraine vẫn phải đấu tranh với các nhà tuyển dụng và thậm chí cả các thành viên gia đình không phải lúc nào cũng ủng hộ việc nữ giới đảm nhận các công việc truyền thống của nam giới. Kuzmina không lạ lẫm với những công việc khó khăn. Cô đã phục vụ trong quân đội Ukraine 2 năm. Kuzmina nhập ngũ năm 2020. Trước đó, cô là nhân viên văn phòng, từng học kế toán. Sau đó, cô trở thành lính ném lựu đạn tại tiểu đoàn Donbass. Nhưng ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2, 2022, chỉ huy của Kuzmina đã giải tán đơn vị do thiếu nguồn lực. Vào tháng 5, cô quyết định làm việc trong ngành điện địa phương. Kuzmina đề cập đến các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn một nửa sản lượng điện của Ukraine. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga để làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow. Cuộc xung đột đã bước vào năm thứ hai và tạo ra nhu cầu lớn về lao động tại Ukraine. Hàng chục nghìn người đã tình nguyện nhập ngũ. Bên cạnh đó, theo Eurostat, tính đến tháng 11, đã có tới 650.000 nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự rời Ukraine đến các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Na Uy. Liên Hợp Quốc ước tính rằng đến cuối năm 2023, khoảng 6,3 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã rời Ukraine để đi tị nạn và 3,7 triệu người phải di dời trong nước, tạo ra khoảng trống lớn về lao động trẻ có tay nghề cao. Kuzmina là một trong hai nhân viên nữ tại nhà máy điện của cô, nhưng là một trong số nhiều phụ nữ đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống đối với công việc lao động chân tay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.